ngon. Cảm giác nó không bị khô, nó không bị khô. À, nó rất là ngon. Cái con này heo mà heo sữa ấy, thì nó sẽ không có cái lớp mỡ như này. Bởi vì là cái này quay thường quay khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng mới chín con lợn đâu. Còn cái kia là người ta sử dụng người ta ấy rồi nên này nó dễ. Ngon. Này mới đã nào. Dạ. Em vô đang tận hưởng cảm giác mà bay lên thiên đàng á. À. Cảm giác như bay lên thiên đàng. Từng cái lớp mỡ, từng lớp thịt nó mềm, nó tan trong miệng em. Nha bánh chín. Hả? Nha bánh chín nó còn ngon. Đâu rồi? Dạ dạ. Ừ. Không lúc nào thương em vậy? Tôi là bây giờ là chuyển sang làm trợ lý cho Nga rồi anh em ạ. Trợ lý rồi. À. Cho anh nghe giấy ăn lộc này để anh lau cho Nga nè. Giấy ướt, giấy ướt. Ăn hết từ bây giờ không ngán luôn. Hả? Không ngán. Không ngán luôn. Em chiều em sẽ ăn gà. Dạ. Yeah. Đây anh nói, xinh gái. Mất cỡ à. Làm phát ngập mồm nè, đúng anh Hải luôn nè. Nhắm vào vị trí nha, 1, 2, 3 bắt đầu nè. Hết lớp mỡ trên luôn nha. Rồi. Bé nó cười quá luôn. Hết lớp mỡ trên luôn giờ tới nó hết. Cái này cái đùi á. À cái đùi đấy. Cái đùi luôn. Liên tục luôn á. Không nhưng mà phải nói là một cái kỹ thuật gọi là, nhưng mà cái này cái khả năng mà mình ăn nhiều cái này ấy, thì mình có phải nó do là bẩm sinh hay là do mình luyện tập hay là kiểu gì? Dạ em tập á. À luyện tập đấy các bạn. Dạ đúng rồi. Luyện tập nhá. Đấy. Chứ không phải là bẩm sinh hay gì đâu. Dạ tại ngày trước thì em cũng ăn như mọi người thường thôi, sau đó thì em. Nhưng mà nó có béo không? Hay là mình tập? Mấy em dùng bài tập gì? À, em không, cái phần ăn được đó là em tập. Ví dụ mỗi ngày bình thường ngày xưa em ăn là một chén cơm. Sau này em sẽ ăn một chén rưỡi. Cứ dần dần tăng lên. Gấp thép như bọn anh gọi còn là. Còn em tập thì bình thường thôi, cũng như là bên đó em đi gặp bụng với là em boxing thôi. Boxing? Dạ, nó tay với đùi dài, cứ vậy thôi. Cái này nghĩ là tạng người nó khó mà. Tạng người mà anh với cả Lộc là. Đấy là hướng em đang thưởng thức. À. Chị heo con heo lên nó xong rồi chị đóng vào đó, cái lát nó mềm mình ăn luôn. Đúng rồi anh. Khỏi mình nấu. Dạ. À anh hôm đó anh xem một cái chương trình khi mà mình tác động đủ cái thời gian mà nó là con heo nó tự chín. Ồ, thế đó hả? Ừ. Thế đó hả? Thôi đừng lấy lạc hướng em để em thưởng trọng vị này đi. Ừ. Một đá nha. Ủa. Thôi cái xương thì bỏ đi em. Đây vẫn còn thịt mà. Múc được không? Cái ăn rất là gọn luôn. Ăn nó gọn mà ngon chứ. Nhìn rất là ngon miệng luôn đấy. Mình là một người mà ăn cũng tương đối là nhiều miếng to đấy. Nhưng mà gặp Nga là đầu hàng các bạn ạ. Rồi. Hay chứ nè. Nào. Ủa. Mụt hết sạch luôn, không còn tí nước nào luôn. Ăn như vậy mấy em cậu ghét lắm. Hả? Ăn như vậy mấy em cậu ghét. Ông Phan Đình Hùng ơi, quất nốt đi cho tôi cái.